Thà ở một mình chất lượng cao còn hơn xã giao chất lượng thấp. Chào mừng bạn đến với video của Phê Tư Duy. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn 8 phương pháp làm giàu hữu ích mà bạn có thể tham khảo. 8 cách làm giàu trong im lặng. Chỉ cần làm được một trong những điều này là cũng đã dư xài lắm rồi. Hãy âm thầm mà thực hiện. Ngày càng có nhiều người phàn nàn về việc kiếm tiền quá khó khăn. Tuy nhiên, người giàu vẫn mọc lên như nấm. Các doanh nhân khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, sau đó thành công cũng có rất nhiều. Vậy thì lý do gì họ đã làm được mà bạn lại không làm được? Thay vì oán than, chi bằng hãy hành động tích cực phát triển bản thân, im lặng làm giàu để cho những năm tháng về sau, bản thân có thể được gia nhập vào tầng lớp của những người giàu có. Đầu tiên, học cách giả nghèo. Từ cổ chí kim, bậc tiền bối nào cũng dạy rằng không nên để lộ tiền tài của bản thân. Nguyên nhân gốc rễ là do con người có tính ghen tị, ganh đua lẫn nhau. Khi bạn đạt được một khối tài sản nhất định, bạn nên bắt đầu học cách giả nghèo, cố gắng hết sức đừng quá khoe khoang. Tiểu thuyết gia thời nhà Thanh Lý Ngư, ngoài việc viết văn, ông còn viết kịch để kiếm tiền. Lý Ngư đã thử rất nhiều phương pháp. Ví dụ, chiêu mộ một số cô gái có tài năng, thành lập một đội múa, mượn giới văn học để quảng bá kịch của mình. Khi công việc làm ăn của ông đạt đến đỉnh cao, bạn bè bắt đầu ganh tị, quan chức bắt đầu năm le ông như hổ đói. Kể từ đó, ông nhận ra tiền tài đã rước họa vào thân. Ngay lập tức, ông chuyển sang khóc lóc than nghèo đói, tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng việc mình giàu có chỉ là lời đồn mà thôi. Thứ hai, bỏ thể diện xuống. Tự tin kiếm tiền, có rất nhiều người có chết vẫn phải giữ thể diện, và trường hợp này rất thường xảy ra. Đối với những người nghèo, ai cũng muốn có được một công việc nở mày nở mặt, thu nhập cao lại nhàn hạ. Họ mơ đẹp đến nỗi chẳng muốn tỉnh dậy. Dẫn đến việc lớn thì làm không được, việc nhỏ lại xỏ không xong, một công việc bình thường cũng không kiếm ra. Túi tiền thì rỗng tuếch, thậm chí còn có người vào việc mượn tiền người khác mà sống qua ngày. Họ ghen tị với những người giàu có, người ta muốn gió có gió, muốn mưa được mưa. Ra đường đều rất được hoan nghênh, rất có thể diện, nhưng họ lại chưa bao giờ nghĩ xem người giàu vì sao có thể giàu được. Giống như bây giờ, họ tiêu tiền của cha mẹ để lại hay sao? Hay họ may mắn trúng số độc đắc? Đều không phải. Doanh nhân người Trung Quốc kinh doanh ống hút, được mệnh danh là vua ống hút Lâu Trọng Bình. Khi còn trẻ từng là một người chở hàng, đi theo cha của mình qua khắp các con đường góc phố. Chủ tịch của Phil Auto Group cho Tang Quân. Từng là người bán trái cây, làm nhân viên bán hàng và sửa chữa xe đạp. Lý Gia Thành từng có một thời gian dài buôn bán, còn kết bạn cùng một bà lão trong hẻm. Khi kiếm tiền chúng ta nên bỏ sĩ diện xuống, chỉ cần kiên cường là đủ rồi. Người quá trọng sĩ diện làm việc gì cũng sẽ quắn quéo, không quyết đoán dứt khoát, tỷ lệ thành công đương nhiên cũng sẽ không cao. Kẻ không biết xấu hổ mới là thiên hạ vô địch. Đạo lý này rất rõ ràng, người nào có thể làm được thì người đó chắc chắn sẽ phát tài. Thứ ba, mở rộng các cánh cửa. Đừng mãi đi theo lối mòn, người xưa có câu, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Ông trời không bế tắc con đường sống của ai. Có rất nhiều cách để kiếm tiền. Ngã quỵ trên con đường này thì hãy đứng dậy bằng con đường khác. Cách kiếm tiền thì có rất nhiều, chỉ xem bạn có đủ quyết tâm hay không mà thôi. Con đường quá nhiều người đi có thể là con đường đó rất màu mỡ, nhưng tỷ lệ để bạn không bị đoàn người này dẫm chết là rất thấp. Thế nên, hãy tìm một con đường ít người đi nhưng lợi nhuận cao mà làm. Hãy dũng cảm trở thành người tiên phong khai hoang vùng đất mới. Hàng Vũ của thời nhà Đường là một nhân tài ưu tú, có tài văn chương nhưng lại lưu lạc vào hàng thư sinh nghèo khổ, không có đất dụng võ để thay đổi cuộc đời của mình. Ông bắt đầu công việc điêu khắc mộ bia và mạnh dạn chào mời những gia đình có người thân vừa qua đời. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, Hàng Vũ đã trở nên giàu có hơn. Thông thường, viết văn cho người chết
là một điều cấm kỵ. Vì thế, số người chịu làm việc này rất ít, nhưng Hàn Vũ lại không sợ điều đó. Nhờ vậy mà ông đã thành công thay đổi cuộc đời mình, trở nên giàu có hơn. Ngày nay cũng có một số người dựa vào việc kinh doanh tương tự để làm giàu, như làm nghĩa trang, hỏa táng, mai táng. Nếu bạn muốn làm giàu, bạn buộc phải nghĩ đến những công việc như thế, những thứ mà người khác không chịu làm, ghét bỏ, không nghĩ đến, thì hãy táo bạo hơn, miễn là con đường đúng đắn, thì bạn sẽ có thể cải thiện cuộc sống của chính mình. Suốt ngày đi theo sau người khác chỉ có hít khói, ngửi bụi mà họ để lại cho bạn mà thôi. Kiếm tiền rất khó, nhưng khó không có nghĩa là không làm được. Phải xem bạn có đủ quyết tâm và kiên nhẫn hay không, cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Ở trên đây là ba nguyên nhân của thất bại. Cũng như ba hoa tiêu dẫn đường đến thành công, hy vọng bạn sẽ tìm thấy cho mình một cách nhìn thích hợp để bắt đầu chuyển bước, đông phong tái khởi. Thứ tư, sống tối giản. Sống tối giản bằng cách buông bỏ và sàng lọc những thứ hữu ích. Người ta có câu, cái cũ không đi, cái mới không đến. Một người chỉ có được những thứ giá trị hơn nếu dám từ bỏ thứ không còn giá trị với mình. Khi cuộc sống quá bề bộn và phức tạp, thì một cách sống mới lại lên ngôi, chính là sống tối giản. Tối giản là tập trung vào bản thân, lấy hiện tại làm cơ hội để giải quyết các mối quan hệ và vạn vật xung quanh. Từ bỏ những thứ không cần thiết để mọi thứ xung quanh mình lẫn nội tâm tinh giản hơn. Bằng cách buông bỏ và sàng lọc con người và vạn vật thực sự hữu ích, chúng ta mới biết sống thoải mái hơn, ít rước về bộn bề và năng lượng tiêu cực. Tuy nhiên, trong cuộc sống thực tế, luôn có một số người thích tự làm khổ bản thân, ngay cả khi đủ đầy mọi thứ họ cũng không sẵn sàng vứt bỏ bất cứ thứ gì. Kiểu người không biết buông bỏ này thường không thoát khỏi ba trường hợp sau đây. Vì quá khứ khổ cực nên cần tiết kiệm hết sức. Trong thời đại vật chất khan hiếm trước đây, nhiều gia đình cơ cực, thậm chí cơm ăn áo mặc còn khó khăn. Nên chỉ cần là của cải thì dù tốt hay xấu, họ đều coi trọng đối với thế hệ chịu thương chịu khó. Tiết kiệm là bài học khắc cốt ghi tâm, ngay cả khi thời đại có tiến bộ và điều kiện sống được cải thiện, họ cũng không sẵn sàng chịu vứt đi những gì đang có trong tay, trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ bạn cũng gặp những tình huống như vậy, cố gắng ăn thức ăn thừa. Đã để mấy ngày và đã bắt đầu lên mùi thiêu mốc, ăn trái cây, rau củ hư hỏng vì tiếc tiền, mắng nhiếc người khác, thậm tệ vì quên tắt điện, thậm chí hành hạ mình, chịu nhục chỉ vì muốn hưởng chút lợi lộc từ trên trời rơi xuống. Thật vậy, tiết kiệm là đức tính đáng học tập ở mọi thời đại. Tuy nhiên, chúng ta làm gì thì cũng phải có chừng mực. Nếu tiết kiệm quá độ thì sẽ thành tằn tiện, keo kiệt. Từ đó, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của chúng ta và các mối quan hệ xung quanh bạn. Vật chất luôn quan trọng, nhưng nó chỉ thực sự đáng trân quý khi cần thiết và có lợi ích với chúng ta. Do đó, đừng vì chấp kiệm mà khiến sức khỏe cuộc sống của chúng ta dần sa sút. Gặp chuyện do dự, khó đưa ra lựa chọn. Có một số người không muốn vứt bỏ bất cứ thứ gì, không phải vì họ đã trải qua gian khổ, cũng không phải vì quá tằn tiện, mà đơn giản là họ khó lựa chọn, khó quyết định. Biểu hiện rõ nhất của kiểu người này là suy nghĩ quá nhiều, nghĩ trước, ngó sau, chần chừ. Cũng có thể nói họ thiếu mục tiêu rõ ràng và khả năng nhìn nhận lại bản thân. Đó là lý do tại sao họ không thể lựa chọn. Họ muốn mọi thứ, nhưng cuối cùng lại không thể sở hữu nhiều thứ. Có câu nói, hầu hết phiền muộn trong cuộc sống đều đến từ những đánh đổi sâu thẳm trong trái tim của chúng ta. Đời người có hạn, nên nhiều người khó lòng dứt khoát lựa chọn những thứ có ý nghĩa với cuộc sống và vứt bỏ thứ vô giá trị. Suy cho cùng, con người vẫn cần có mục tiêu rõ ràng và khả năng phán đoán khi sự việc xảy ra nên bớt cáu kỉnh. Hãy bắt đầu soi xét từ chính bản thân mình, xem hiện tại là cơ hội kịp thời lựa chọn và đánh đổi. Nhờ vậy mới đón nhận một cuộc sống tốt đẹp hơn, thiếu sự dứt khoát, lo lắng được mất. Còn có một kiểu người không nỡ vứt bỏ thứ gì.
Cho dù ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác không dùng đến, họ cũng không nỡ lòng, chủ yếu là vì họ nhọc nhằn và không phân định rõ liệu món đồ ấy có còn cần thiết hay không. Ví dụ khi dọn tủ, bộ quần áo bỏ không mấy năm, nhỏ quá không mặc vừa nhưng không nỡ vứt đi. Một phần vì tiết tiền, một phần vì nghĩ, ngày nào đó mình sẽ giảm cân. Một số thiết bị gia dụng lâu ngày không sử dụng ở nhà, chiếm quá nhiều diện tích, vứt đi thật đáng tiếc. Luôn cảm thấy sau này nếu muốn dùng thì sẽ phải bỏ tiền ra mua lại. Tuy nhiên, kết quả thường là những thứ không được sử dụng bây giờ có thể sẽ không được sử dụng trong tương lai. Do đó thực sự không cần phải loay hoay quá nhiều. Sống hôm nay để lo lắng về ngày mai, lo nghĩ những điều chưa xảy ra, khiến bản thân không thể tận hưởng cuộc sống hiện tại một cách an tâm và thoải mái. Lối sống tối giản mang lại cho ta bốn điều này. Môi trường sống trở nên tinh tươm hơn, bắt đầu sống tối giản, bạn phải học cách buông bỏ rất nhiều, đa phần là những thứ vô giá trị không cần thiết, khiến chúng ta lãng phí thời gian và tiền bạc. Từ đó môi trường sống dần trở nên trống trải, tinh tươm hơn rất nhiều. Như đã nói, không phải ép buộc bạn vứt bỏ hết mọi thứ, căn phòng trống trơn không có nghĩa là tối giản, mà chính là vứt bỏ hoặc cho đi những món đồ không còn sử dụng, một cách dứt khoát và mạnh mẽ, đặc biệt là nhà bếp và tủ quần áo. Vì đây là những nơi thường tích tụ đồ bẩn, đồ không cần thiết nhiều nhất. Khi sở hữu căn phòng ngăn nắp, gọn gàng, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Và chắc chắn một điều rằng, không ai thích thú khi sống trong một căn phòng lộn xộn, dơ bẩn đúng không nào? Làm việc nhà trở nên nhẹ nhàng, ung dung hơn. Đồ đạc ít hơn, đương nhiên công tác làm việc dọn dẹp cũng dễ dàng bội phần. Chẳng ai thích công việc dọn dẹp cả. Tuy nhiên, sống tối giản giúp bạn có hứng thú làm điều này hơn. Lúc trước nhìn thấy căn nhà bề bộn, tâm tình vừa bực bội, vừa không có hứng quét dọn, bây giờ nhờ đồ đạc ít hơn nên dọn dẹp chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Song sống tối giản đòi hỏi bạn phải chăm chỉ. Điều này chắc chắn là một thử thách lớn cho những ai không mấy chăm chỉ. Theo đó, bạn phải dọn dẹp căn phòng của mình theo định kỳ, có thể là theo tuần hoặc theo ngày tùy ý. Tần suất dọn dẹp nhiều hơn thì công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Đồng thời có lẽ, bạn không biết chúng ta có thể giải tỏa áp lực nhờ những lúc thanh tẩy căn phòng. Nhìn lại kết quả cuối cùng, đắm mình trong môi trường sống tinh tươm, bạn sẽ cảm thấy yêu đời, ý nghĩa hơn. Hãy cứ thử xem. Trở thành bậc thầy nấu ăn. Lúc trước nấu ăn như một cực hình, hiện tại nhờ tuân thủ chủ nghĩa tối giản, nấu ăn trở thành thói quen và sở thích. Sống tối giản, đề cao sự tiết kiệm. Theo đó, nấu ăn tại nhà rồi mang cơm hộp theo đi làm đều là chuyện thường tình. Một khi nấu ăn trở thành thói quen, bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích như tiết kiệm tiền ăn uống hợp vệ sinh, đã vậy còn rèn luyện thêm tài nghệ xuống bếp. Được ăn những món mình nấu thật sự rất vui, nhưng được khen tài nấu ăn ngon lại càng hạnh phúc hơn. Thử tưởng tượng xem, mỗi khi mở hộp thức ăn mang theo đi làm, nghe thấy tiếng trầm trồ của đồng nghiệp, bạn có vui vẻ và tự hào không? Nếu không tin thì hãy sống tối giản và tập nấu ăn, rồi bạn sẽ biết ngay. Tinh thần được cải thiện, sống tối giản là trút bỏ gánh nặng của những cảm xúc không cần thiết, không so đo tính toán thiệt hơn. Học cách buông bỏ tạp niệm, sống dung dị với mọi thứ, không đặt nặng chuyện được mất. Nhờ đó cuộc sống tinh thần được thanh tẩy, sống vui vẻ và thoải mái, đồng thời tư duy cũng dần được rèn luyện, trở nên rạch ròi, dứt khoát hơn. Đặc biệt là trong phương diện mua sắm, thứ gì nên mua thì sẵn sàng chi tiền, nhưng thứ gì không cần thiết thì một đồng cũng không chi. Lối sống tối giản giúp chúng ta tỉnh táo, chi tiêu thông minh thì mới biết tiết kiệm, nhờ đó cuộc sống luôn đủ đầy cảm giác an toàn. Điều thứ năm, không tham gia cuộc xã giao vô bổ. Người thông minh không xã giao vô bổ. Quý nhân lớn nhất của đời người là chính mình. Người xưa thường nói, chỉ cần bạn mở lòng, gió mắt tự tìm đến.
Nếu bản thân không có bản lĩnh vững vàng, không có nền móng vững chắc thì dù có cúi đầu, chắp tay thi lễ, cười cợt, nịnh hót cũng không thể cao lãnh được một chút chiếu cố. Từng có người đặt câu hỏi trên mạng rằng, làm thế nào để nhận biết những người thông minh xung quanh chúng ta? Trong đó có một câu trả lời khá ấn tượng với tôi. Khi bạn gặp một người, người đó có thể hiểu được hoàn cảnh của bạn, tôn trọng quan điểm và tín ngưỡng của bạn, cùng bạn xây dựng một khoảng không gian thoải mái. Khi bạn muốn tiến xa hơn với họ, bạn sẽ phát hiện ra rằng họ thường giữ khoảng cách nhất định với mình, khiến bạn cảm thấy giữa bạn và họ luôn có một vách ngăn. Người này chắc chắn thông minh hơn bạn nhiều. Đúng là như vậy. Người thông minh trong xã giao thường là những người thân thiện, thân thiết nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách, bởi vì họ hiểu rằng lý thuyết nhân mạch là một lý thuyết sai, thứ thực sự giúp mình thuận buồm xuôi gió, tiến về phía trước mà không có trở ngại, đó là thực lực chứ không phải thứ gì khác. Tụ tập vô bổ là tự tổn hao chính mình, có người nói. Nhiều lúc tính bằng đống chính xác và trực quan hơn là tính bằng cái, điều này cũng rất có lý. Mỗi lần có việc lớn, việc nhỏ, một số người thường tìm đủ mọi lý do tổ chức ăn uống, tiệc tùng họp lớp, họp nhóm. Cả một đống người tụ tập bên nhau ăn uống náo nhiệt, vui, quên cả lối về. Dù rượu say nát hơn tương bẩn, dù dạ dày đau hơn cả sắn, dù gia đình lo lắng càm ràm cũng chẳng hề hấn gì. Nếu hỏi họ tại sao lại như vậy, câu trả lời chắc không gì khác ngoài câu, chỉ có ăn uống tới bến thì quan hệ mới tốt, mới được việc. Thật sự là như vậy sao? Dĩ nhiên là không rồi. Tôi có anh bạn tên Trung, lúc mới bắt đầu kinh doanh công ty quảng cáo. Vì muốn tích lũy thêm mối quan hệ kiếm đơn hàng, Trung thường ra vẻ rất giỏi, có hẹn là đi, có ăn là đến. Có lần vì tiếp đãi khách hàng tiềm năng lớn, Trung dứt khoát qua đêm không về nhà. Cùng khách hàng vui chơi hết điểm này đến điểm khác, thâu đêm suốt sáng. Đúng lúc vợ Trung cũng đi công tác xa, con cái ở nhà không ai coi, quậy phá khóc la liên tục, khiến bố Trung bị tăng xong. Vậy mà sau lần đó, khách hàng cũng không đưa đơn quảng cáo cho công ty. Với lý do đây là dự án KPI của năm nên phải tìm công ty hoành tráng hơn để làm. Nói thẳng ra khách hàng rất lý tính, sự tiếp đón nhiệt tình và chu đáo của Trung không thể bù đắp được điểm yếu chuyên môn của công ty. Trung từng đưa ra kết luận rằng, tôi ngu quá, chinh chiến trên giang hồ, tâm lý ai cũng là một cán cân, bạn có bản lĩnh hay không, có thể làm được việc hay không, người khác đều nhìn thấy rõ cả. Tụ tập náo nhiệt vô bổ, chẳng qua chỉ là bổ khuyết cho những tình cảm đã qua, chứ không phải là minh chứng để người khác khẳng định bạn. Tửu lượng không phải là thực lực. Tình cảm ly đi chén lại, bắt đầu trên bàn rượu và cũng sẽ kết thúc tại bàn rượu. Nó không thể biểu hiện, càng không thể kéo dài. Nếu cứ mãi sa lầy trong đó, sẽ chỉ khiến bản thân hao tâm tổn trí mà thôi. Không phải ai cũng đáng để kết giao. Tiều phu lên núi đốn củi gặp người chăn dê. Người chăn dê vì muốn giết thời gian nên vừa trông dê ăn cỏ, vừa lôi kéo tiều phu nói chuyện với mình để thỏa mãn người chăn dê. Anh tiều phu gác lại công việc trong tay, dồn sức chuyên tâm vào cuộc trò chuyện. Khi trời tối, người chăn dê vui vẻ đuổi đàn dê ăn no tròn bụng về nhà, còn tiều phu hai tay hất thiểu ra về, trở thành câu chuyện cười trong mắt mọi người. Cậu là người đốn củi, còn anh ta là người chăn dê. Cậu trò chuyện với anh ta cả ngày trời, dê người ta ăn no căng bụng, còn củi của cậu ở đâu? Trong cuộc sống cũng có không ít người như vậy, vì muốn hòa đồng, vì muốn có cảm giác tồn tại mà bấu víu khắp nơi, đến nỗi quên mất cả đường của mình. Xã giao vô ích không bằng ở một mình. Từng xem một đoạn phim ngắn về thực nghiệm xã hội, mang tên Trong điện thoại của bạn. Có bao nhiêu người bạn thường xuyên liên lạc? Những người tham gia thực nghiệm trong phim đều là những người có hàng trăm bạn bè trong danh bạ. Nhưng sau khi đạo diễn yêu cầu, họ xóa hết những người xã giao không quan trọng. Danh bạ của họ chỉ còn lại 2 đến 3 người. Quen biết hàng trăm người,
Nhưng những người quan trọng thật sự là chỉ có 2 đến 3 người. Thì ra chúng ta bận rộn cả ngày săn đón tiếp đãi này nọ đều chỉ là những người không quan trọng. Dĩ nhiên con người là động vật quân cư, xã giao là điều không thể tránh khỏi, nhưng quan trọng hơn, 3 vạn ngày ngắn ngủi của đời người thật sự không cần thiết phải bỏ thời gian và sức lực vào những mối quan hệ xã giao vô ích. Những người rạng rỡ, sáng lạn đều có những khoảng thời gian ở một mình nhất định. Họa sĩ, nhà văn Mộc Tâm từng ẩn cư trên núi Morgan 6 năm, dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, gió lạnh thấu xương, tuyết rơi mù mịt, ông vẫn không hề nản chí. Trong khoảng thời gian đó, ông sáng tác được hơn 100 tiểu thuyết ngắn và vô số những bức tranh sơn thủy. Nhà văn nổi tiếng người Mỹ O. Henry, sau khi phải vào tù vì vấn đề sổ sách ngân hàng, ông đã tận dụng khoảng thời gian khô khan trong ngục tù để suy tư, chiêm nghiệm và sáng tác ra hàng loạt các tác phẩm, truyện ngắn nổi tiếng. Nhà văn người Mỹ Thoreau cũng từng ẩn cư sống một mình trong một mảnh đất rừng. Khoảng thời gian 2 năm ẩn cư đó, ông điềm nhiên, tự tạc, hòa mình vào thế giới tự nhiên bao la rộng lớn. Khi có người hỏi ông có cảm thấy cô đơn hay không, ông nói, tôi nghĩ rằng thường xuyên ở một mình sẽ giúp tinh thần khỏe mạnh. Kết bạn xã giao dù ở cùng những người giỏi cũng cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán. Đến nay tôi vẫn chưa tìm thấy một người bạn nào khiến tôi cảm thấy thân thiết và thoải mái như khi ở một mình. Giống như những gì mà nhiều người hiện nay thường nói, thà ở một mình chất lượng cao còn hơn là xã giao chất lượng thấp. Nếu như bạn cảm thấy không tự tại trong bầy người ồn ào, không có phút hưởng thụ náo nhiệt, thì hãy một mình sải cánh trên không trung như chim ưng, một mình luồn qua những khe núi như nước, một mình chống chọi với đêm lạnh như hoa, rồi tự cập bến đỉnh cao trong sự cô đơn vắng vẻ. Dù gì con người sống ở đời không chỉ có ồn ào, không chỉ có sôi sục mà còn phải có những lúc yên tĩnh một mình. Quý nhân lớn nhất của đời người là chính mình. Tại sao? Tại sao chúng ta lại phải tham gia những cuộc tụ tập vô bổ? Tại sao lại phải bám víu khắp nơi? Có 2 nguyên nhân chính. Một là muốn nhân duyên, hai là muốn nhân mạch quan hệ xã hội. 2 điều này khiến một số người thường mang tâm lý ôm hy vọng vào sự may mắn, luồn lách khắp các nhóm bạn bè hư danh ảo mộng, được vào nhóm bạn sang quý giống như mượn được gió trời lên tận mây xanh. Nhưng thực ra giống như nhiều người vẫn thường nói, muốn gặp được quý nhân thì đầu tiên bản thân mình phải là một người có năng lực. Nhân vật Tống Vận Huy trong bộ phim truyền hình, dù thành phần gia đình không tốt, không bao giờ xã giao hay bám víu nhân mạch, nhưng vẫn từng bước lên cao. Thứ mà anh ta dựa vào đó chính là bản thân mình. Khi đứng đầu toàn huyện nhưng kiểm tra chính trị không đạt, khiến Vận Huy lỡ duyên với đại học. Anh đi khắp nơi cầu cứu hết lần này đến lần khác, thậm chí còn đội nắng chói chang, đọc hết các chính sách trên nhật báo Nhân dân để thuyết phục lấy lại thông báo trúng tuyển bị xử. Vận Huy tự biết cơ hội đến không dễ dàng, nên trong trường đại học anh chịu khó vươn lên, không bỏ qua bất cứ cơ hội học tập nào. Bạn bè rong ruổi vui chơi ngoài sân bóng, còn anh miệt mài đọc sách. Bạn bè bám víu quan hệ, chạy trọt khắp nơi, còn anh bỏ ngoài tai mọi thứ. Cuối cùng với tư cách là thủ khoa tốt nghiệp loại ưu, anh được nhận vào làm trong một nhà máy hóa chất tốt nhất thành phố. Người ta thường nói, chỉ cần bạn mở lòng, gió mắt tự tìm đến. Nếu bản thân không có bản lĩnh vững vàng, không có nền móng vững chắc, thì dù cúi đầu chắp tay thi lễ, cười cợt nịnh hót, cũng không thể cầu cạnh được một chút chiếu cố. Dù gì, xã giao có hiệu quả thực sự từ trước đến nay không luận anh hùng bằng độ rộng, không định thắng thua bằng độ sâu. Hãy dừng lại mọi mối quan hệ xã giao vô bổ, bởi khi năng lực, tài nguyên và địa vị của bạn không xứng với giá tầm xã giao của bạn, thì mọi thứ mà bạn làm chẳng qua chỉ là xã giao vô bổ. Hãy từ bỏ những suy nghĩ đi đường tắt, vứt bỏ những suy nghĩ giả tưởng, phải trồng cây ngô đồng thì mới có phượng hoàng đến, bạn phải nỗ lực thì mới tiềm tàng sức mạnh. Tự tạo tương lai thì mới không phải uống mình theo người khác, không phải tự mình hạ thấp mình, nịnh bợ người khác,
Không bằng tự rèn luyện chính mình, phụ thuộc vào người khác không bằng tự nâng cao chính mình. Bởi quý nhân lớn nhất của đời người chẳng ai khác mà là chính mình. Điều 6. Điều tiếp theo về tư duy muốn chia sẻ với các bạn là kiềm chế sự hưởng thụ nhất thời. Trì hoãn sự hài lòng được định nghĩa là khả năng hoãn lại mong muốn ngay tức thời và chờ đợi một phần thưởng đáng giá hơn về sau. Nói cách khác, đây là một phần của ý chí chống lại cám dỗ trong hiện tại. Để bám sát mục tiêu quan trọng trong dài hạn, người có ý chí càng vững mạnh thì con đường đi đến thành công càng được rút ngắn. Vậy làm thế nào để bạn rèn luyện khả năng đặc biệt này? Nói không với bản thân ít nhất 10 lần mỗi ngày. Lập tức nói không khi nhận thấy bản thân bị cuốn vào những cám dỗ gây mất tập trung. Nói không chính là bước đầu tiên để bạn rèn luyện kỷ luật tự chủ cho chính mình. Trước những suy nghĩ cắt ngang gây sao lãng, một ví dụ cụ thể cho sự gián đoạn là liên tục kiểm tra điện thoại. Theo nghiên cứu cho thấy, mỗi người sẽ liên tục kiểm tra điện thoại sau mỗi 12 phút. Với một ngày làm việc 8 tiếng, bạn sẽ kiểm tra điện thoại ít nhất 40 lần. Sự gián đoạn liên tục xảy ra sẽ khiến ngày làm việc của bạn trở nên kém hiệu quả. Vì vậy, lần tới hãy dứt khoát nói không khi bản thân muốn dừng lại. Chỉ để kiểm tra điện thoại áp dụng cụ tử, nếu thì. Theo lý thuyết của cà rốt và cây gậy, để tạo động lực cho bản thân, bạn cần tự tặng mình phần thưởng cũng như hình phạt. Đôi khi cũng có một vài cám dỗ mà chúng ta mềm lòng, đầu hàng những lúc như vậy, hãy dùng cụm từ nếu thì. Nếu bạn muốn làm một việc gì đó mà lùi bước so với kế hoạch, thì hãy tiến một bước trước để đảm bảo rằng bản thân luôn ở vị trí cũ. Ví dụ, nếu hôm nay bạn quyết định ăn hết món ngon mẹ nấu, thì hãy nhảy dây 300 cái trước khi ăn. Nếu muốn đi xem phim vào cuối tuần thì hãy tranh thủ hoàn tất một bài học trực tuyến 15 phút trong ngày hôm đó. Luôn nghĩ lại lần nữa. Một phản ứng tức thì bạn có thể tự tập luyện khi đối mặt với sự cám dỗ là thói quen. Nghĩ lại lần nữa, hãy trở thành sếp của chính mình, giống như cách mà cấp trên luôn hỏi. Khi bạn trình bày ý tưởng về một dự án nào đó, bạn sẽ tự đặt câu hỏi và suy nghĩ lại lần nữa trước khi quyết định làm một việc nào đó. Ví dụ, quyết định này ảnh hưởng đến mục tiêu lâu dài của tôi như thế nào? Có cách nào để tôi đạt được điều bạn muốn dễ dàng, nhanh hơn, tốt hơn hay không? Nếu không làm việc này, điều gì sẽ xảy ra? Điều này sẽ giúp bạn thận trọng hơn trong hành động, cũng giống như một cái phanh hãm. Hãm bạn lại trước cám dỗ mà bạn xém ngã vào. Ông bà ta thường nói, khổ trước, sướng sau. Nghĩa là bây giờ cố gắng làm lụng để sau này có thể hưởng thụ trái ngọt. Học được cách trì hoãn sự hài lòng nhất thời, bạn sẽ không bị bão hòa bởi những giải pháp mì ăn liền, mà sẽ tập trung thời gian cho sự phát triển bản thân trong dài hạn. Từ đó thành công của bạn sẽ lâu dài và bền vững hơn. Điều thứ 7. Quản lý tài chính tốt. Chúng ta có giải thoát khỏi sự cám dỗ của đồng tiền. Nhiều người gục ngã vì thiếu tiền, nhiều gia đình tan đàn sẽ nghé vì không có tiền giải quyết những rắc rối gặp phải. Bạn thử nghĩ xem, cuộc sống luôn có những điều phát sinh, chẳng hạn như bệnh tật ập tới, mua một món đồ giá trị lớn cấp thiết hay cho con học ở môi trường tốt. Đây là những lúc cần dùng đến tiền tiết kiệm, nhưng nếu thiếu tiền, bạn sẽ không thể đáp ứng nổi. Như vậy chẳng phải sẽ rất bí bách, túng quẫn hay sao? Trong thế giới vật chất này, tiết kiệm là niềm tin và nền tảng của mọi người, mọi gia đình. Người có kinh tế ổn định sẽ không bất hạnh khi về già. Một người giàu có cũng sẽ mang lại cho các thành viên trong gia đình cảm giác an toàn, đủ đầy. Chuyên gia mách nước quản lý tài chính cá nhân hiệu quả. Theo các chuyên gia quản lý tài chính cá nhân, không chỉ dành cho những người có của ăn, của để, mà còn giúp các gia đình bình thường sống vừa đủ dựa trên thu nhập hàng tháng. Có thể gia tăng tài sản nhờ vào việc lựa chọn đúng kênh đầu tư vào đúng thời điểm. Nói ngắn gọn rằng, nếu muốn an toàn tài chính và đạt được những mục tiêu cao hơn, bất cứ ai trong chúng ta phải hiểu rõ, cũng như quản lý và bảo vệ tài chính một cách tối ưu. Dưới đây là một số mô típ cần áp dụng. Để quản lý tài chính cá nhân hiệu quả,
Trước khi bắt đầu, bạn cần khám sức khỏe tài chính của chính mình bằng cách phân chia thu nhập thụ động và thu nhập chủ động. Bạn có thể liệt kê nguồn thu mình nhận được mỗi tháng, những tài sản khác đang sở hữu như tiền tiết kiệm, bất động sản, lãi đầu tư. Tiếp đó, hãy tìm hiểu dòng tiền ra, những hoạt động mà bạn cần phải chi tiêu để phục vụ nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày. Tương tự như thu nhập, chúng ta cũng cần lập bảng chi tiêu để đánh giá xem lượng tiền vào có đủ, hay còn gọi là cân đối cho các khoản tiền phải chi ra hay không. Hiện tại, thói quen chi tiêu có thể không phải là vấn đề quan trọng đối với bạn, nhưng thói quen chi tiêu sẽ đi theo bạn suốt cả cuộc đời, và đó là một trong những nhân tố cốt lõi ảnh hưởng đến tình hình tài chính của bạn. Những thói quen tốt giúp bạn kiểm soát bản thân để đạt được mục tiêu, còn những thói quen xấu có thể dẫn bạn đến tình trạng tài chính không mong muốn. Do đó, thời điểm tốt nhất để bắt đầu thực hiện những thói quen sử dụng tiền khôn ngoan là ngay bây giờ. Sau khi nắm rõ tình hình sức khỏe tài chính hiện tại của mình, bước tiếp theo bạn cần làm là đặt ra những mục tiêu tài chính dài hạn và ngắn hạn và từng bước đạt được nó. Đó cũng chính là định nghĩa của việc thiết lập và hoàn thành mục tiêu tài chính phù hợp với khả năng của bản thân. Điều thứ 8, biết tự chăm sóc mình. Giữ gìn sức khỏe tốt mà vẫn tiết kiệm. Dưới đây là những phương pháp giúp bạn tiết kiệm một khoản tiền đáng kể nhưng vẫn luôn có một thể trạng hoàn hảo. Một, tập luyện sử dụng trọng lượng cơ thể, các bài tập thể dục sử dụng chính trọng lượng cơ thể. Ví dụ như hít đất, gập bụng là cách đơn giản nhất. Bạn sẽ cảm nhận được sự cải thiện về tính linh hoạt, cân bằng và sức mạnh tổng thể một cách rõ rệt, mà không cần bất kỳ dụng cụ nào có nhiều động tác khác nhau, tập trung vào từng bộ phận như cánh tay, chân, bụng. Thứ hai, hãy tập luyện chung với một người bạn. Các nghiên cứu cho thấy mọi người thường kiên trì tập luyện hơn nếu đi tập chung với một người bạn. Đó là một cách hay để vui vẻ với bạn bè hay người ấy. Và họ chính là động lực khuyến khích mình, nhấc người lên mỗi khi cảm thấy lười biếng. Thứ ba, chạy bộ. Không ngạc nhiên, khi càng ngày càng có nhiều người chạy bộ. Đó là một phương pháp hiệu quả và rẻ tiền, để có được sức khỏe và cũng rất dễ dàng để thực hiện. Bạn chỉ cần đầu tư vào một đôi giày chạy tốt và chắc chắn để bắt đầu cùng với một con đường hay địa điểm lý tưởng để khám phá. Bạn có thể tập ở bất cứ đâu, trời mưa hay nắng, chỉ cần bạn xác định phương hướng và quyết tâm, thế là bạn đã sẵn sàng trên đường. Thứ tư, luyện tập online. Internet là một kho tàng các video tập luyện mà bạn sẽ không phải mất một xu nào để xem. Bạn có thể tìm trên YouTube các video tập luyện thể dục nhịp điệu, Zumba hoặc yoga để có thể thay đổi môn tập nếu bạn muốn tùy thuộc vào tâm trạng. Một số trang web thì yêu cầu bạn đăng ký vào hệ thống để có thể xem video của họ. Sau đó bạn có thể xem hoặc tải xuống bất cứ lúc nào bạn thích. Thứ năm, đi bộ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng đi bộ trong ít nhất 30 phút là một khởi đầu tốt cho những người muốn bắt đầu. Một thói quen tập thể dục lành mạnh. Đây cũng là một cách tốt để làm săn chắc đôi chân của bạn trước khi bắt đầu môn chạy bộ. Trên đây là 8 cách làm giàu trong im lặng nếu bạn muốn vươn lên tự do tài chính sớm nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi và ủng hộ kênh Phê Tư Duy. Sự đóng góp và sự hỗ trợ của mọi người luôn là nguồn động lực vô giá đối với chúng tôi. Nếu bạn thấy video này hữu ích thì hãy ủng hộ kênh của tôi bằng cách nhấn vào nút like và chia sẻ để thể hiện sự đánh giá và ủng hộ về nội dung mà chúng tôi cung cấp. Hãy nhấn nút nếu video hữu ích với bạn bè, gia đình và người thân của bạn. Và đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở chuỗi video tiếp theo. Chúc bạn vạn sự như ý.